Chúa tái lập giao ước với Gia Cốp. Đức Chúa Trời bảo Gia Cốp, Con hãy lên định cư tại Bê Tên và lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Là đấng đã hiện ra gặp con lúc đang chạy trốn. Ê sau anh con. Gia Cốp thuật lại cho cả gia nhân quyến thuộc và căn dặn. Hãy vứt bỏ hết các thần tượng, dọn mình cho thanh sạch và thay áo sống đi. Chúng ta hãy đứng dậy lên bê tên tôi sẽ lập một bàn thờ cho đức chúa trời là đấng nhận lời tôi trong ngày hoạn nạn và ở cùng tôi trong các chặng đường đời họ liền nộp cho gia cốp các thần tượng đang cất giấu và các đôi bông tai họ đang đeo gia cốp đem chôn hết dưới gốc cây sồi tại si chem gia đình gia cốp nhổ trại ra đi đức chúa trời làm cho dân các thành chung quanh khiếp sợ không dám đuổi theo các con trai gia cốp Jacob và cả gia đình đến bê tên mà người Canaan gọi là Lu Sơ. Jacob xây một bàn thờ đặt tên nơi đó là En bê tên vì Đức Chúa Trời đã xuất hiện gặp ông tại đây trong ngày ông chạy trốn anh mình. Deborah, người vũ của Rebecca qua đời và được an táng tại bê tên dưới một gốc cây sồi mang tên là Alon Ba Cúc. Đức Chúa Trời lại xuất hiện gặp gia cốp lần thứ nhì sau khi ông lìa xứ pha đan adam và ban phước cho người ngài bảo tên cũ của con là gia cốp nhưng đừng dùng tên ấy nữa tên con sẽ là israel và ngài gọi ông là israel chúa dạy tiếp ta là đức chúa trời toàn năng con hãy sinh sôi nảy nở không những thành một dân tộc nhưng nhiều dân tộc dòng dõi con sẽ có nhiều vua chúa ta sẽ cho con vào dòng dõi con vùng đất ta đã cho Abraham và Isaac. Rồi Đức Chúa Trời ngự lên khỏi nơi này. Jacob liền dựng tại đó một cây trụ đá, dâng tên ế và tưới dầu vào. Jacob gọi địa điểm này, nơi ông nói chuyện với Đức Chúa Trời là Bê Tên. -tên Bê ra trên sinh Beramin và qua đời. Jacob cùng gia đình bỏ Bê Tên ra đi, đi gần đến Ephrata ra trên chuyển bụng nhưng khó sinh trong khi sinh khó khăn ra trên nghe lời nữ hộ sinh bảo bà đừng sợ và sắp sinh một con trai nữa nhưng ra trên đã hấp ối bà đặt tên con là beoni jacob đặt tên con là benjamin ra trên qua đời được an táng trên đường đến Ebrata, cũng gọi là bethlehem Jacob dựng bia tại ngôi mộ ra trên cho đến nay vẫn còn. Israel liên tục cuộc hành trình đi qua tháp Eda thì cắm trại để nghỉ chân. Trong thời gian ở đó, Ruben vào ngủ với Bila, vợ hầu của cha mình. Có người báo cho Jacob. Đây là tên 12 con trai của Jacob. Các con của Leah, Ruben, trưởng Lam, Simeon, Levi, Judah, Issachar và Zabulon. Các con trai của Rachel, Joseph và Beramin, các con trai của Bila, cô hầu của Rachel, Dan và Nephtali các con của sinh ba cô hầu của Lea, Gad và Ase. Tất cả 12 con trai đều sinh tại xứ Faran Aram. Rốt cuộc, Jacob về nhà tại Mamre thành Kiriat Arta, nay là Hebron, cũng là nơi cư ngụ của Abraham và Isaac ngày trước. Isaac hưởng thọ 180 tuổi rồi qua đời. Ông sống trọn đời đến già và được hai con trai là Esau và Jacob an táng.